Bốn con giáp được thần tài trợ mệnh, thần may mắn gọi tên, dễ phát tài phát lộc trở nên giàu sang phú quý trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã bước vào những ngày cuối cùng của tháng 4 dương lịch và chuẩn bị sang cái tháng 5, đúng không ạ? Và trong 3 ngày tới đây thì cũng sẽ có những con giáp được thần may mắn chiếu mệnh, được thần tài gọi tên. nhờ có được cái cát tinh nó chiếu mệnh Vậy nên là những con giáp này sẽ được thần may mắn ưu ái và trao cho những cái vận may đến với mình. Vậy thì cái vận may đó là gì? Và những con giáp nào là con giáp được may mắn trời ban trong 3 ngày tới? Thứ hai, thứ ba, thứ tư, tức là từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3 âm lịch. À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay để nắm được cái vận thế của mình. Từ đó sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc, trong cuộc sống để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình nhé. À, thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong 3 ngày tới thứ hai, thứ ba, thứ tư ấy thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Tỵ. À thưa quý vị, nói chung ấy trong 3 ngày tới thì cái vận mệnh của những người tuổi Tỵ nói chung ấy à, quý vị sẽ có một cái tinh thần mạnh mẽ và sâu sáo. Đây là cái tiền đề rất là tốt cho mọi cái sự thành công trong công việc, trong cuộc sống, trong tương lai. Cái sự nhiệt tình này cũng sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, ủng hộ. Bên cạnh đó, trong ba ngày tới thì cũng có nhiều cái cát tinh chiếu mệnh. Nó còn khuyến khích những người tuổi tỵ nên tập trung vào các khía cạnh sáng tạo. Đó mới là những cái công việc mang lại cho quý vị những khoảng thời gian đầy niềm vui, đầy tiếng cười và mang lại cái lợi nhuận cao cho quý vị. Vậy nên quý vị hãy chia sẻ những ý tưởng hay với mọi người xung quanh. Họ sẽ rất vui và cũng sẽ trao lại cho bạn những cái phần thưởng xứng đáng. Thì đây cũng là lúc mà những người tuổi tỵ muốn thử thách mình với những cái điều mới lạ. À, giai đoạn này các bạn đặc biệt có nhiều cái ý tưởng sáng tạo và cái năng lượng làm việc dồi dào. À, tuy nhiên, à, quý vị cũng nên dành thời gian để áp dụng các lý thuyết vào và thực tế để mang lại cái lợi ích thực tế nhất định cho mọi người cũng như là cho cả xã hội. Bên cạnh đó, à, nếu mà trước đây những người tuổi tỵ có xu hướng hành động quá là an toàn, thì giờ đây quý vị hãy thử thay đổi một chút xem sao. Miễn là quý vị biết đủ và biết dừng lại khi mà cần thiết. À, không có đối thủ nào có thể là gì kìm hãm được cái sự phát triển của quý vị trong thời gian tới đúng không ạ và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi tỵ cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu xỉu để được trợ mệnh ngộ thân khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống hóa giải những xung sát những thị phi những hạn tiểu nhân ám hại từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi tỵ quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ. À, bên cạnh cái công việc được thuận lợi hanh thông, thì cái vận trình tiền bạc tài lộc của những người tuổi tỵ trong 3 ngày tới thì cũng có những cái may mắn nhất định trong thời gian này. À, nhiều cái cát tinh nó vây quanh, nó khiến cho những người tuổi tỵ, nói chung ấy cũng khá là có nhiều cái phúc lộc một số người thậm chí còn có cơ hội nhận được cái tiền thưởng hoặc là được tăng lương thăng chức. À, bên cạnh đó, quý vị hầu như là không phải chịu cái áp lực tài chính nào, nhờ thế mà có thể thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu sinh hoạt. Thì ngoài ra, ấy, à, quý vị cũng có thể dùng tiền của mình để mà giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì những người tuổi tỵ có thể là dễ dàng kiếm được thêm nhiều cái nguồn tiền kinh doanh buôn bán nhờ biết đầu tư đúng lúc đúng, đúng chỗ. À, quý vị sẽ đón được nhiều cái cơ hội tốt chỉ cần những người tuổi tỵ chăm chỉ nỗ lực thì giàu sang chỉ là có chuyện là trong tầm tay đó thì ngoài ra à, những người tuổi tỵ cũng cần phải cẩn thận khi mà đưa ra những quyết định về tài chính cố gắng nên dứt khoát hơn và tin tưởng vào những phán đoán của chính mình à, thưa quý vị nói chung ấy về cái vận trình tài lộc của những người tuổi tỵ trong 3 ngày tới đây thì cũng không có điều gì phải lo nghĩ quả về mặt tình duyên ý, thì thời gian này thì những người tuổi tỵ và những người bạn thân ấy sẽ cùng nhau trải qua một những cái trải nghiệm mới mẻ thú vị. À, quý vị đừng bận rộn và bỏ lỡ những cái cơ hội tốt đang đến với mình. À, chắc chắn quý vị sẽ có những kỷ niệm vô cùng là đáng nhớ bên những người mình thương yêu nhất. Thì đây cũng là cái thời điểm thích hợp để những người tuổi tỵ và nửa kia của mình ấy, à, có thể làm sâu sắc thêm cái khía cạnh tình cảm vợ chồng, đồng thời có thể nâng tầm cái mối quan hệ đôi bên đang còn yêu đương, có thể ra mắt hai bên hay là gì tính đến cái chuyện cưới hỏi và đồng hành bên nhau suốt đời. Bên cạnh đó cái đào hoa tinh nó cũng sẽ xuất hiện nó cũng báo hiệu những tin vui cho những người độc thân nhưng lại là thử thách đối với những người đã có đôi có cặp những người tuổi tỵ còn độc thân ấy, thì có thể được gặp một vài người đặc biệt hấp dẫn và cái mối quan hệ của quý vị sẽ bắt đầu là nóng lên nhanh chóng lời khuyên dành cho các bạn là hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng cái động cơ và cái thực sự cũng như là gì cái tiềm năng phát triển lâu dài của đối phương bên cạnh đó nhiều người tuổi tỵ cũng đang có gia đình nhưng mà vẫn khó khăn khi mà chống lại những cám dỗ của những người ngoài theo đuổi thậm chí là có mệnh chủ là nữ còn sẵn sàng quay lưng với chồng con để đi tìm hạnh phúc của mình lời khuyên dành cho các bạn là đừng có tham bát mà bỏ mâm khiến cho bản thân sau này lại mất cả chỉ lẫn trai và hối hận thì cũng cũng đã muộn bên cạnh đó trong thời gian này thì nói chung ấy cái tình trạng sức khỏe của những người tuổi những người tuổi tỵ cũng nhắc nhở mệnh chủ cần lưu tâm đến cái sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn đừng cứ chủ quan với bất cứ cái dấu hiệu nào bất thường trên cơ thể, nhất là cái khía cạnh tinh thần à, có thể đang bị nhiều người xem nhẹ khi mà gì quan tâm không đúng mực, đúng chỗ, đúng lúc thì cái sự mệt mỏi, chán nản cũng có thể là gây ra cho quý vị à, những cái bệnh liên quan đến cái thể chất của mình. À, chỉ khi mà quý vị thực sự yêu bản thân thì mới có thể chú trọng đến cái lối sống lành mạnh và cân bằng được. À, như thế thì quý vị mới mong được tận hưởng một cái khoảng thời gian thoải mái và êm đềm an bình với những người mình thương yêu nhất đó và vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình trong thời gian này cũng như để gắn kết cái mối quan hệ thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân tỵ dậu xíu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng À, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ nhé. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi mão. À, thưa quý vị, những người tuổi mão là những người lanh lợi có khiếu hài hước và quan hệ rộng. Họ thích giao tiếp và cũng được mọi người đặc biệt là yêu mến. Đó cũng là cái lý do khi mà họ bắt tay vào bất cứ cái việc gì thì cũng được người khác nhiệt tình giúp đỡ. À, mọi việc cứ thế mà thuận buồm xuôi gió đó. À, nói chung bên cạnh đó thì trong cái ba ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư này thì cũng sẽ được các tinh nó xoay chiếu nó giúp đỡ. Đấy, làm đến đâu thì thấy hiệu quả đến đó. À, vậy nên là gì? Cái sự nghiệp của quý vị cũng khá là khả quan. đó Thì đây cũng là cái thời điểm để quý vị vừa chấm dứt một cái hành trình vất vả song hành trình ấy cũng sẽ mang đến cho những người tuổi mão những cái tín hiệu đáng mừng trong tương lai một số quyết định sáng suốt của những người tuổi mão trong thời gian này ấy, thì cuối cùng cũng mang lại cái lợi ích và cái kết quả đáng mừng cho mọi người à, quý vị sẽ cảm thấy là tự hào à, khi mà những hy sinh của mình là hoàn toàn là xứng đáng bên cạnh đó trong 3 ngày tới đây thì không ít những người tuổi mão sẽ dám bắt đầu thực hiện những cái khởi động quan trọng hào hứng với nhiều cái tin vui trong công việc À, những cái thay đổi tích cực về cái phong cách sống, về cái ngoại hình lẫn về tinh thần và sức khỏe. Vì vậy mà nó cũng sẽ giúp cho quý vị có được những cái tài lộc nhất định, đúng không? Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình trong sự nghiệp và tài lộc, thì những người tuổi mão hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi để trợ mệnh hộ thân. Vòng vẫn được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 91 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão à bên cạnh đó thì khía cạnh tài lộc của những người tuổi mão trong cái thời gian này nói chung ấy cũng không thực sự rực rỡ như mà nhìn chung cũng khá là ổn định à, những người tuổi mão đủ trang trải cuộc sống có được cái sự no đủ nhất định không phải lo nghĩ quá nhiều à, tốt hơn hết là những người tuổi mão trong thời gian này cũng không nên so sánh hoàn cảnh của mình với bất cứ ai xung quanh vì mỗi người đều có một cái phúc phần riêng nếu quý vị muốn giàu có hơn thì hãy không ngừng cố gắng, nỗ lực, phấn đấu và làm những cái việc thiện giúp đỡ mọi người mỗi ngày. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới đây thì cũng khuyến khích những người tuổi mão dùng một phần tiền bạc của mình để làm việc thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Dù chỉ cần một khoản nhỏ cho đi thì cũng sẽ khiến cho quý vị cảm thấy là gì? Mình may mắn hơn nhiều so với những người xung quanh rồi. Nói chung trong thời gian này gặp cục diện là ngũ hành nó xung khắc. Vậy nên là quý vị cũng cần phải hết sức thận trọng trong cái chuyện tiền nong. Có thể vì vội vàng mà quý vị có một những cái sự nhầm lẫn để mất mát về tiền bạc của mình Nếu có thể thì quý vị hãy nhờ người khác kiểm tra kỹ các thông tin giấy tờ trước khi mà, mà di chuyển Đó. À, Thưa quý vị, thì nói chung ấy, công việc thì khá là hành thông thuận lợi, tiền bạc thì cũng dễ kiếm Và bên cạnh đó thì cái vận trình tình duyên trong cái thời gian này thì à, nói chung ấy cũng khá là thuận lợi Do được nhiều cái tác tinh nó chiếu mệnh Vậy nên là gì? Những người tuổi mão càng yêu thương thì lại càng có một chút ghen tuông, một chút nghi ngờ với người kia của mình nhiều hơn trong khoảng thời gian này. Đó. Nói chung ấy, trong ba ngày tới đây thì cũng khuyến khích những người tuổi mão mạnh dạn bày tỏ cái điều mà mình đang cảm nhận. À, những cái mong muốn của bản thân đối với gì? Với đối phương một cách là chân thành để họ có thể là thấu hiểu và để cho gì các bạn được nhẹ nhàng hơn. Từ đó sẽ duy trì được cái mối quan hệ được lành mạnh tốt đẹp hơn đôi khi những hiểu nhầm xảy ra cũng chỉ là vì họ không giỏi trong việc nắm bắt cảm xúc của bạn mà thôi à quý vị hãy dành thêm thời gian để chia sẻ cho họ những cái cách mà gì chiều chuộng bạn hơn đó à, trong thời gian này những người nam mệnh thì phong lưu thì thời gian này cũng càng ngày càng có nhiều nữ giới yêu mến thậm chí là còn chủ động theo đuổi điều này cũng khiến cho quý vị có đôi chút ngại ngùng lại có một chút hào hứng và tò mò nữa nhưng mà tiếc rằng trong tháng này thì nó vẫn còn lục diện là thìn mão là tương hại. Vậy nên là trong 3 ngày tới đây thì cũng là cái lời nhắc nhở với những người tuổi mão là gì? Không nên tin người quá đáng. Cho dù là người thân hay là bạn bè thì cũng cần là gì? Cần phải có một cái khoảng cách nhất định. Đấy, vì họ không đáng tin chứ quý vị vẫn nghĩ đâu. À, thêm nữa, trong cái tháng này thì về vận trình sức khỏe thì bản mệnh nên học cách chăm sóc cơ thể của mình đúng cách hơn. Không nên nghe theo ai đó nói về một cái phương pháp hay ho Và áp dụng luôn với bản thân Mà không hiểu rõ được cái đó phù hợp với mình hay không Thì ngoài ra quý vị cũng nên thận trọng với những lời quảng cáo của các loại thuốc bổ Vì không phải thông tin nào cũng đáng tin cậy như quý vị vẫn nghĩ Nói chung với cái thời tiết của tháng 3 âm lịch Và đặc biệt là trong 3 ngày tới đây Thì những ai mà đang âm hư Thì nên chú ý ăn thức ăn thanh đạm như rau, đậu, cá, chế phẩm Đấy à, những người dương hư thì kiếm thực phẩm bổ dưỡng như thịt gà, thịt dê, À, vậy nên là quý vị cũng cần phải chăm chút vào cái thức ăn, đồ ăn, thức uống của mình nhé Bên cạnh đó, nếu mà quý vị phải đi xa trong thời gian này cũng hãy cẩn thận hơn Đừng có để bản thân vướng vào những cái rắc rối không đáng có à, Sẽ có không ít những cái trở ngại nó ngăn cản quý vị trên cái con đường đi nước bước trong thời gian này Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi mão hãy luôn nhớ nhé Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi để trợ vận hậu thân Vòng vẫn được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ba ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3 âm lịch. Tức là rơi vào ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 ấy, thì đó chính là những người tuổi tý là con giáp may mắn thứ ba. À, thưa quý vị. À, những người tuổi Tý nó được nguyệt lệnh ủng hộ từ bên trong, nên là những người tuổi Tý sẽ có những cái sự thay đổi mạnh mẽ. Có thể trước đây những người tuổi Tý chưa nhận ra, nhưng à, cho đến khi mà nhận thấy những kết quả bất ngờ trong thời gian gần đây, ấy, à, sau một hành trình dài thì những người tuổi Tý cũng cảm nhận được cái vất vả của mình đã được đền đáp một cách là xứng đáng đó. Bên cạnh đó, trong ba ngày tới thứ hai, thứ ba, thứ tư thì những người tuổi Tý có sự nghiệp vô cùng là thuận lợi. À, quý vị sẽ trở thành những người có trách nhiệm hơn nên là luôn chủ động giải quyết các công việc thuộc cái trách nhiệm của mình, không hề đùn đẩy cho người khác. Thậm chí là những người tuổi Tý còn sẵn sàng ra tay hỗ trợ, giúp đỡ cho những người khác, vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm đã biết cho mọi người để họ có thể cải thiện cái kỹ năng làm việc của mình, gia tăng thêm cái hiệu suất công việc. Chính vì thế mà những người tuổi Tý cũng nhận được nhiều lời cảm ơn trong cái thời gian này và được nhiều người kính trọng để phục. Nói chung ấy trong ba ngày tới thứ hai, thứ ba, thứ tư này thì những người tuổi Tý cũng được khuyến khích dành chút thời gian cho cái công việc và có định hướng chi tiết. À, khi mà kiểm soát được chúng thì các bạn sẽ không còn phải lo lắng nhiều đến cái kết quả chung nữa. Nhìn chung ấy, cái thái độ khiêm tốn cũng với cùng với cái sự là nhiệt tình, chăm chỉ của những người tuổi Tý à, cũng được mọi người đánh giá cao trong cái thời gian này. Đó. Vậy nên là gì để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. À bên cạnh đó thì trong cái thời gian này cái vận trình tài lộc của những người tuổi Tý cũng có phần là hanh thông thuận lợi, xuân sẻ hơn trước rất là nhiều. À, mọi việc quả thực đang tiến triển theo những gì mà những người tuổi Tý đã dự định từ trước đó nhờ thế mà thu nhập của họ ngày càng được gia tăng trong thời gian tới à, cái vận may nó đang tới những người tuổi tý hãy tự tin và đón nhận những cái sai lầm trong quá khứ sẽ không quyết định cái vận may trong tương lai của các bạn à, do đó quý vị hãy quyết liệt hơn trong các khoản đầu tư làm ăn của mình hứa hẹn nhiều người sẽ có doanh thu đổ về trong thời gian tới bên cạnh đó nếu mà quý vị đang cảm thấy muốn khởi động làm một cái công việc phụ nào đó để có thêm cái đồng ra đồng vào thì cũng nên bắt tay vào thực hiện trong cái thời gian này dù thời gian đầu ấy có khó khăn hoặc là chỉ có thể là gì kiếm được một chút ít nhưng tương lai sẽ hứa hẹn có thể là một cái khoản thu lớn thậm chí là trở thành cái nguồn thu nhập chính cho bản mệnh bên cạnh đó thì trong cái thời gian này trong 3 ngày tới từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3 âm lịch thì tài tinh nó cũng chiếu mệnh nó ghé thăm hứa hẹn những người tuổi tý sẽ gặp được những cơ hội dồi dào À, cho dù là tiền bạc hay là thứ gì đó để thỏa mãn về mặt cảm xúc, à, những người tuổi Tý cũng nên tận dụng những cái thời cơ tốt đẹp để tập trung kiếm tiền, hạn chế các hoạt động mua sắm không cần thiết nhằm thỏa mãn những cái sở thích nhất thời của cá nhân. À, càng cải thiện cái kỹ năng kiếm tiền thì hứa hẹn quý vị càng có nhiều cái tiền bạc đổ về trong tương lai. À, bên cạnh đó, trong thời gian này thì cái vận trình công danh sự nghiệp nó hanh thông thuận lợi, tiền bạc cũng dễ kiếm, nhưng cái vận trình tình duyên thì nó cũng có nhiều cái dấu hiệu khởi sắc nhất định đấy nó sẽ mang lại những cái tín hiệu tích cực cho những người tuổi tý trên phương diện tình cảm à, những người độc thân thì nên tích cực hơn trong cái việc tham gia vào các buổi gặp gỡ mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình à, tăng cường cái khả năng gặp người phù hợp nếu mà đã có đôi có cặp các mối quan hệ giữa hai người thì càng ngày càng khăng khít và hạnh phúc dù bận rộn thì hai người vẫn dành thời gian cho nhau à quý vị cũng có rất nhiều người quý trọng và gì À, mọi người đang cũng theo đuổi mình rất nhiều với những cặp đôi ấy, thì trong thời gian này nếu mà quý vị đang có mâu thuẫn thì chỉ cần các bạn cố gắng thực hiện những cái cam kết sẵn sàng thay đổi theo cái chiều hướng tích cực thì cũng sẽ nhận được cái sự bao dung đón nhận được cái tình cảm của nửa kia của mình mọi thứ sẽ dần dần quay về cái hạnh phúc và vui vẻ như chưa từng có cái chuyện gì xảy ra à, dường như là trong thời gian này thì có điều gì đó đang ấp ủ âm thầm và sẽ thay đổi cái cuộc sống của những người tuổi Tý theo các chiều hướng tốt đẹp hơn. Quý vị cũng cần thêm cái nguồn lực để giúp đỡ. Vậy nên quý vị có thể tận dụng cái cơ hội tốt để với mình trong thời gian này. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân Tý Thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tý à, thưa quý vị thì bên cạnh cái việc nhân duyên nó thuận lợi thì trong tháng này cũng là một cái tháng khá bận rộn vậy nên sức khỏe của những người tuổi tý thì cũng cần phải lưu ý một cái tháng bận rộn theo đuổi cái đam mê và cái công việc dường như không biết mệt mỏi nhưng khi có chút thời gian nghỉ ngơi thì những người tuổi tý cũng cảm nhận rõ rệt rằng mình đã làm việc quá sức à, chính cái điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cái sức khỏe của quý vị những người tuổi tý cũng nên lưu ý để thường xuyên để có một cái quãng nghỉ ngơi ngắn trong ngày làm việc à, đừng có để tình trạng kiệt sức nó xảy ra khiến cho quý vị phải hoãn lại những kế hoạch lớn lao của mình với cái điều kiện thời tiết trong thời gian tới thì quý vị cũng nên nhớ là lưu ý việc tăng bài tiết đào thải cái độc tố trong cơ thể chú trọng tăng cường cái sự trao đổi chất ở phế tỉ, thận để đảm bảo cái sinh hoạt tốt bên cạnh đó sức khỏe của những người thân xung quanh ấy, của những người tuổi tý cũng là cái vấn đề mà quý vị cần phải lo lắng trong thời gian này nhất là những người có tuổi trong gia đình ấy thì dễ bị bệnh thậm chí là phải nhập viện à, tuy nhiên vì cuộc sống quá bận rộn nên là không phải khi nào quý vị cũng có đủ thời gian để mà dành chăm sóc họ vậy nên là quý vị cũng cần phải đặc biệt lưu ý trong thời gian này nhé à, tiếp theo con sắp may mắn thứ thứ tư mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi xíu. À, thưa quý vị, dù ở đâu dù làm gì, trong vai trò nào đi chăng nữa thì những người tuổi xíu cũng là những người chịu thương, chịu khó đảm nhận đến công việc của mình. À, trong 3 ngày tới, thứ hai thứ ba thứ tư từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3 âm lịch à, được nguyên lệnh đối ủng hộ nó lại càng khuyến khích những người tuổi xíu à, chịu khó làm ăn vất vả trong thời gian này vì may mắn quý vị được ghi nhận cái công sức và đạt được những cái quả ngọt xứng đáng có thể những cái nỗ lực tích cực của quý vị của những người tuổi xíu ấy cũng sẽ được ghi nhận và được khen thưởng nhưng việc đó không quan trọng bằng cái việc là quý vị cảm thấy mình trưởng thành hơn sau khi mà nhận thêm những cái thử thách mới à, có thể nói trong thời gian tới cũng có sẽ có một vài cái dự án hoặc một vài cái nhiệm vụ mới à, cho phép những người tuổi xíu vượt qua những cái giới hạn của bản thân và thể hiện được cái thế mạnh của mình không những thế cái bầu không khí hợp tác nó cũng sẽ giúp cho quý vị à, có được một công việc tiến triển và tốt hơn trước đó à, tuy nhiên à, có thể với những cái thuận lợi đang có thì quý vị không lường trước được một số những cái rắc rối mà nó kéo đến trong thời gian này à, bên cạnh những cái người tốt thì vẫn còn những kẻ ngấm ngầm tìm cách hãm hại hay là chơi xấu các bạn sau lưng à, tuy nhiên không phải ai cũng có thể gây hại cho những người tuổi sửu được à, nhất là khi trong thời gian này thì lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ nâng đỡ à, giúp cho những người tuổi sửu nhanh chóng vượt qua những cái cạm bẫy thậm chí là có những người tuổi sửu còn không nhận ra những cái câu chuyện này nó tồn tại vì kết quả cuối cùng của các bạn rất là rực rỡ à, vì, vì vậy để hóa giải cái hạn tiểu nhân và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi sửu cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu để mà trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân tị dậu xỉu mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình. À, thưa quý vị, bên cạnh công việc hanh thông nói chung là thuận lợi thì cái tình hình tài chính của những người tuổi xỉu nhìn chung cũng khá là ổn định. Nếu mà có thưởng thì cũng không quá nhiều, chỉ đóng cái vai trò khuyến khích tinh thần của quý vị mà thôi. Vì thế quý vị đừng quá xem nặng cái chuyện tiền nong rồi đánh mất đi cái nỗ lực của mình. À, quý vị nhớ rằng sức mạnh của quý vị chính là cái nội lực bên trong. đừng mong chờ những cái lời động viên bên ngoài vì sẽ có lúc quý vị sẽ cảm thấy thất vọng về những cái điều như thế. nhìn chung ấy à, khi mà được nâng đỡ vượt qua được những cái khó khăn là quý vị sẽ cảm thấy mình rất là may mắn rồi. hãy xem đó là cái động lực lớn hơn quan trọng để quý vị có thể tiếp tục cho những cái tham vọng mới. À, có thể gia tăng thêm cái tài chính gấp đôi, gấp ba trong cái thời gian tới Thì ngoài ra, ấy, nếu những người xung quanh mà gặp khó khăn à, Cần được cái sự hỗ trợ thì quý vị cũng nên chủ động ra tay giúp đỡ Nếu mà nằm trong cái khả năng tài chính của mình à, Cái điều này nó cũng gia tăng thêm cái vận may cho quý vị à, Thưa quý vị, bên cạnh đó thì về mặt tình duyên của những người tuổi Sửu trong 3 ngày tới đây ấy, Thì nói chung, những người tuổi Sửu còn độc thân thì không có nhiều cái thay đổi trong cái thời gian này vì chính các bạn cũng không thực sự mở lòng mình với những cái người mới, mặc dù có một số cái cơ hội nó tìm đến, nhưng mà các bạn lại gì, không gây được ấn tượng với người ta. đừng vội vàng từ chối cái sự quan tâm, cái sự chăm sóc của ai đó khiến cho các bạn bỏ lỡ đi mất cơ hội đến với mình nhé. À, tuy nhiên đối với những người, những người tuổi xỉu là nữ giới, ấy, nữ mệnh ấy thì lại có cát tinh nó chiếu mệnh nên là vẫn có cơ hội gặp gỡ được những người ưng ý hoặc là gì, lọt vào mắt xanh của một người nào đó. À, sau đó thì họ sẽ cố gắng tìm cách theo đuổi để thể hiện cái sự quan tâm với các bạn lúc này thì quý vị cũng đừng có dùng các tiêu chuẩn thiếu thực tế để mà xua đuổi họ những người tuổi xíu mà đang trong cái mối quan hệ thì các bạn gì cũng sẽ phải đối mặt với một số cái xích mích nhỏ cái sự tranh cãi trong thời gian này à, quý vị hãy nhớ rằng cái sự thấu hiểu bao dung lẫn nhau cũng sẽ giúp duy trì cái mối quan hệ được tốt lành và ổn định hơn đó vì thế, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị dậu xíu để được trợ mệnh hộ thân. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới thứ hai thứ ba thứ 4. Đó. À, trong 3 ngày tới chúng ta sẽ có bốn con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đó là những tuổi sau. Một là tuổi tị, hai tuổi mão, ba tuổi tí, bốn tuổi xíu. Đây là bốn con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên trong 3 ngày tới. À, thứ hai, thứ ba, thứ tư, từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3 âm lịch năm 2024. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.